chương trình ăn hàng, mời cả nhà ăn hàng. Đầu tiên là một cái cánh nha. Tôi mua đồ lắc nhắc ngoài đường và hay xin vô cái quán để ngồi ăn để mua một cái dĩa gỏi rồi người ta cho ăn hàng ngoài đường. Ốc nè, ở trong này không có bán ốc.
là cuối cùng nó cũng có muối. View quán cà phê tới sáng, thường thường mình ngồi mình ngắm những cái anh chị làm nail và làm móng tay móng chân nè mọi người. Bây giờ sắp Tết đến nguyên đáng thì ở Việt Nam mình là mấy anh chị hay đi dụi tóc, nhuộm tóc đồ vui. Còn đây là mình nhìn thấy anh chị và mọi người đi du lịch cũng như là đi chợ đêm ở Huế khoảng đó, mọi người thấy không? Ở ngoài đó thì người ta treo những cái đồ áo ngực rồi đó mọi người. Bây giờ mấy giờ đêm mà động như vậy? Chợ đêm vui không mọi người? Đồ ăn quá trời. Mời cả nhà ăn hàng lết từ ngoài đường về nhà ăn tiếp hộp dâu. Bây giờ mình ăn tiếp hộp dâu và cái hộp bắp khi về nhà.